Hello, xin chào quý anh chị quay trở lại với các bản tin sáng của em Phát nha. Đó, ngày hôm nay là ngày 4 tháng 10 2023. Thì ngày hôm nay, phiên ngày hôm qua VN Index có một cái đà rơi rất là lớn đúng không anh chị? Một cái biên rơi rất là lớn, mất hơn 35 điểm. Thì anh chị có thể thấy được là cái mức độ khốc liệt của thị trường như thế này, nó sẽ khiến cho anh chị mệt mỏi, nó rất là nản. Đó, cũng giống như giai đoạn 2022 nếu mà anh chị nào đã từng trải qua, còn những anh chị em mới tham gia vào thị trường á, thì có lẽ là rất khó khăn, giai đoạn này rất khó khăn đúng không anh chị? Thì cái việc này thì thật sự là trong cái thời điểm nào thì thị trường nó cũng như thế, thì thời điểm nào thị trường nó cũng như thế. Thì tất cả các chu kỳ á, thì nó sẽ có thời điểm downtrend ngắn hạn, rồi uptrend ngắn hạn, rồi lại tới trung hạn, rồi tới dài hạn anh chị. Đó, chu kỳ nào xuống rồi cũng sẽ lên. Thì cái điều quan trọng nhất là mình phải có một cái sức khỏe, một cái tâm lý tốt để duy trì với thị trường. Đó, tâm lý thì anh chị em thì trong cái giai đoạn phần nào trong giai đoạn này thì mình thấy cũng rất là tiêu cực, rất là tiêu cực. Thì ai mà trải qua 2022 rồi thì sẽ biết, thì sẽ cảm thấy đỡ áp lực hơn, nhưng mà vẫn khó chịu đúng không anh chị? Tại vì 2022 mình dính một lần, bây giờ mình lại dính lần nữa. Ai mà từng trải qua rồi sẽ thấy là những cái chu kỳ đó nó tra tấn tâm lý kinh khủng luôn. Nên mình phải cố gắng giữ một cái tâm lý tốt, một cái sức khỏe để có thể là duy trì tồn tại với thị trường anh chị. Đó, thị trường vẫn còn chưa có đóng cửa. Đó, sẽ có cơ hội để anh chị kiếm lại cái số tiền trong cái đoạn giai đoạn vừa qua anh chị mất. Đó, rồi có thể là sẽ có một cái đáy phủ nhận, một cái đáy phủ nhận khi mà thị trường tạo một cái đáy hai. Đó, em dự đoán là sẽ có một cái đáy phủ nhận khi mà thị trường đạp xuống tạo đáy hai, và đáy hai thì hiện tại thì sẽ chưa có anh chị. Một cái phủ nhận giống như là trong phiên đó nó sàn, nhưng mà cuối phiên nó sẽ bật lên trần. Nó có nghĩa là biên độ 14% trong phiên, và thậm chí một cái pha hồi của nó có thể hồi từ 30 tới 40% nha anh chị, tùy theo cổ phiếu nha. Những cổ phiếu trên HOSE thì cũng có thể có được 2-3 cây trần là chuyện rất là bình thường. Đó, thì đó là cái câu chuyện của tương lai, và có thể là tương lai gần thôi chị, có lẽ là 1-2 tuần nữa khi mà thị trường có đáy hai. Còn bây giờ em nghĩ là chúng ta sẽ tập trung vào trước mắt là ngày hôm nay, phiên ngày hôm nay nè. Với phiên giao dịch ngày hôm qua thì nó đã phá đáy rồi, nó phá đi cái đáy này rồi, có nghĩa là cái khách sạn cái Ichimoku á, nó cũng biến mất như vậy, nó cũng biến mất, khách sạn Ichimoku cũng đã biến mất rồi. Có nghĩa là phiên ngày hôm nay với cái đà giảm của phiên hôm qua thấp nhất phiên, thì khả năng sáng nay sẽ có một cái lượng hàng lớn bán ra tiếp tục, một cái lượng hàng lớn bán ra tiếp tục, và đâu đó có thể sẽ có một cái lực cầu ở quanh cái vùng MA200, MA200 quanh cái mốc 1106 anh chị. Có thể là nó sẽ đạp lún xuống 1100, thậm chí là sâu hơn một xíu. Thì ngày hôm qua với đa số cổ phiếu là nằm sàn, nên khả năng sáng nay sẽ có một cái đợt call margin chéo nha anh chị. Khả năng sáng nay sẽ có một cái đợt call margin chéo của các kho họ giải chấp ra, của các kho họ giải chấp ra anh chị. Đó, thì trước mắt thị trường của chúng ta khả năng ngày hôm nay sẽ đạp về 1100, và theo em thì đó là một cái cơ hội anh chị. Theo em thì đó là một cái cơ hội, một cái cơ hội cho anh chị nào mà có thời gian bám bạn, hoặc là muốn trading, còn tiền muốn trading trên cái lượng hàng có sẵn của anh chị. Đó, thì trước mắt thị trường của mình ngày hôm nay có thể là nó sẽ nhúng về cái vùng 1100 rồi anh chị. Đó, có thể là nó quét xuống luôn, và cổ phiếu có thể là giảm từ 5 tới 7% tiếp tục. Tuy nhiên là đây là cái cơ hội để trading hạ giá vốn, và em nghĩ là có thể là sẽ đem lại 5 tới 7% trong phiên. Đó, thì trong cái giai đoạn này thì em nghĩ là sẽ phù hợp với những anh chị để em nào có hàng sẵn
Tại vì bây giờ em không biết chắc được là thị trường của chúng ta khi mà ngày hôm nay mua mua mới nó về có đủ T hay không. Có thể là nó sẽ đủ T nhưng mà cổ phiếu không hồi được bao nhiêu. Thì khi mà có lực cầu vào đối với hàng có sẵn á, anh chị có thể bán luôn, anh chị có thể bán luôn. Còn với cái hàng mua mới á, anh chị phải chờ đợi anh chị đó. Nên em cũng sẽ không khuyến nghị mua mới trong cái dịp này. Tuy nhiên là những anh chị mua mới thì có thể thử sử dụng một cái tỷ trọng nhỏ khoảng 20-30% tiền thịt, và trong giai đoạn này tuyệt đối không sử dụng margin nha anh chị. Trong cái giai đoạn này tuyệt đối không sử dụng margin, chúng ta sẽ dùng tiền thịt để bắt đáy, bắt đáy anh chị. Nhưng mà anh chị phải chuẩn bị một cái tâm lý là bắt đáy, một cái tâm lý bắt đáy là nó là một cái con dao hai lưỡi anh chị. Cái điều này thì mình cũng đã chia sẻ với anh chị em rồi đó. Bắt đáy là một con dao hai lưỡi, có thể lời rất nhiều hoặc là có thể lỗ, nhưng mà ở cái vị thế bắt đáy cái thiệt hại nó sẽ thấp hơn so với anh chị là mua mới. Mua mới khi mà ở vùng trên nha anh chị, có nghĩa là bây giờ cổ phiếu đó đã chiết khấu rất là sâu rồi. Bắt đáy này là mình bắt đáy có cơ sở và về tới những cái hỗ trợ MA200 rất là cứng. Ok, thì ngày hôm nay trước mắt là kịch bản thị trường nó sẽ về tới những cái vùng này nha anh chị. Đó, em sẽ kể. Đó, có thể là nó sẽ nhúng xuống, sau đó nó sẽ có một cái phiên bất hồi tăng lên. Thì em cũng chia sẻ với anh chị trong cái livestream tối ngày hôm qua rồi. Đây là một cái đáy hai tạm thời. Đáy hai tạm thời. À, đáy một tạm thời. Tại vì bây giờ ở đây thị trường của chúng ta chưa tạo được đáy một và quay lại gãy rồi anh chị. Có nghĩa là bây giờ đây là một cái đáy một mới chứ không phải đáy hai nha. Thì trước mắt khi mà nó hồi lên đó thì có thể là sẽ có một cái nhịp hồi từ T2 tới T4. Đó thì không biết là nó sẽ rơi vào khoảng nào. T2 thì khả năng hàng về không kịp. Nhưng mà T4 thì có thể kịp. Nên sẽ ưu tiên giữa anh chị có hàng sẵn hơn. Có nghĩa là khi mà đạp về dũng về nó kéo lên thì đâu đó là có thể là trong vài phiên tới qua tuần sau chị đó, nó sẽ quay lại nó tạo test một cái đáy hai, và em nghĩ là cái đáy hai nó sẽ nằm ở những cái vùng 1080, thậm chí nếu mà sâu nhất là nó có thể quét xuống 1060 62 nha chị đó. Thì trước mắt khi mà cái đáy hai này nó diễn ra thì em nghĩ sẽ có một cái cây đến phục hồi phủ định giống như hồi tháng 11 2022 nha chị, để tạo một cái đáy trung hạn thuyết phục hơn, để tạo một cái đáy trung hạn thuyết phục hơn anh chị. Đó thì những cái nhóm ngành mà anh chị có thể trading ngày hôm nay là nhóm đó. Chứng khoán nè, đầu tư công nè, thép nè. Thì ngày hôm nay với nhóm chứng khoán là chiết khấu, em thấy chiết khấu cũng khá là sâu rồi. Thì sẽ xem qua những cái cổ phiếu đầu ngành, những cổ phiếu đầu ngành nhé. Đây, SSI nè. Nếu mà ngày hôm nay SSI có những cái vùng mà nhúng về những cái vùng mà 28.5, 29 là những cái cơ quanh cái vùng 28.5, 29 là cái vùng để trading cho chị, có cơ hội cho chị trading đó. Tại vì bây giờ 28.5 là một cái con dao găm màu cam, một cái kháng cự rất là cứng. Thì trước mắt cái lần đầu tiên nó về đây nó sẽ chạm lên, nó sẽ có những cái phản ứng đầu tiên cái chị, nó sẽ rút chân lên nha. Ta sẽ rút chân lên. Thì có thể là SSI thì nó sẽ, anh chị có thể bám bảng của anh chị và tham gia với SSI ở cái vùng 28.5, 29. Đó, thì cái dịp này thì khi mà nó hồi lên quanh cái vùng kháng cự thôi. Target của con này trong cái dịp hồi này em nghĩ là sẽ lên tới kháng cự 31 thôi anh chị. Thì đó là dành cho những anh chị em nào mà trading đó. Và nếu mà hàng về á, nó thủng mất 28 thì mình phải bắt. Nếu mà anh chị mua mới á, hàng về thủng 28 thì mình phải bán ra nha. Còn bây giờ cái nhịp bắt dao rơi này thì mình nói rồi, mình chia sẻ rồi là hàng về lời hay lỗ mình cũng phải bán đó. Nên nếu mà anh chị có tiền, có vị thế sẵn, trading T0 nó sẽ an toàn hơn.
Có nghĩa là khi mà cổ phiếu trong phiên bắt giá thấp nhất mà nó hồi lên thì chúng ta có hàng để bán ra luôn. Còn nếu mà mua mới thì nó hơi rủi ro một xíu nha anh chị. VND. VND thì nó có nhiều vấn đề về trái phiếu và nó cũng dính dính dáng tới cái việc điều tra những cái khoản của Vietinbank thì mình cũng sẽ tạm thời là tránh ra. Nhưng mà con này nếu mà anh chị nào đang kẹp hàng thì có thể quan sát cái vùng giá 18 18 18.3 cho anh chị, 18 18.3. Đó, có nghĩa là ngày hôm nay nó rầm sàn anh chị. 18 18.3 đối với VND. SHS. SHS thì ngày này hôm nay có thể là nó sẽ về tới cái vùng 14.8 nè, 15 14.8 15. 14.8 15 đó là những cái vùng mà có thể tham gia với SHS nha anh chị. Đó. Con này sàn Hà Nội Điện Biên nó hơi rộng một xíu. Thì cái nhịp hồi để SHS thì sẽ kỳ vọng ở cái vùng 16.9 17 anh chị. FTS thì bây giờ nếu mà nó về tới hỗ trợ 37.8, 38 thì có thể nha anh chị. FTS nha, thì cũng có dùng với cái vùng lần trước bắt đó. Đó, FTS nha. Rồi, cái nhóm cổ phiếu thứ hai mà mình nghĩ là có thể quan tâm là đầu tư công. Đầu tư công anh chị. Đó. Đầu tư công thì ngày hôm qua cũng thể hiện sức mạnh khá là tốt nè. Tuy nhiên là cuối phiên thì cũng bị bán. Bị bán hết chị. Đó thì đầu tư công ngày hôm nay nếu mà FCN nè chị. FCN có trở về những cái vùng 13.5. 13 tới 13.5 là có thể mua được anh nha chị. Đó và mình nghĩ là cái vùng giá này nó cũng rất là hấp dẫn để đầu tư rồi. FCN 13 tới 13.5. Đó, là ngay cả trong trung hạn luôn chị. Đó, SCR là một cổ phiếu mình đánh giá khá là cao. VCG. Ok, VCG về tới vùng mua luôn rồi. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà VCG tiếp tục nó nhúng xuống á, quanh cái vùng 23. VCG nếu mà nhúng xuống quanh cái vùng 23, 22.5, 23 là cơ hội để mua gom nha anh chị, mua gom. Mua gom tích sản anh chị. Cái vùng mua gom mà này là chỉ ở trong ngắn hạn thôi anh chị. Trung hạn có thể là anh chị phải chiết khấu thêm khoảng 7%, 10% nữa thì nó sẽ là một cái vùng gom trung hạn ở quanh 21, 22. 21, quanh 21 là một cái vùng gom trung hạn. Mà nó có về nữa hay không thì cũng chưa biết được. Có thể nó không về tới nữa đâu chị. Bây giờ VCG là nó muốn tạo một cái phân kỳ rồi. Nó muốn tạo phân kỳ đảo chiều rồi. Đó, thì đầu tư công mình thấy có hai cổ phiếu đó. Rồi nhóm thứ ba là nhóm thép. Nhóm thép thì bây giờ nó có ưu thế về cái việc mà xuất khẩu thép và hàng tồn kho. Có nghĩa là bây giờ các ông mà có hàng tồn kho thì bây giờ khả năng cuối năm sẽ ngon. Đó, nhìn vào những cái số liệu mà trích xuất ra thì xuất khẩu thép xi măng đó thì trước mắt là với hoa sen. Hoa sen nó bây giờ là một cái vùng vùng quanh 18 17.7 18 là cái vùng mà có thể là gom hoa sen rồi nha anh chị. Gom mua hoa sen được rồi nha. 17.7 18. Sen thì có thể là sẽ một kỳ vọng một cái target khoảng cái vùng 19 20 trong dịp này thôi anh chị. 19 20 thôi.
nó sẽ quay lại nó test đáy hai theo thị trường. Có hoa sen thì cũng có nam kim nè, nam kim cũng khá là khỏe anh chị, nhưng mà để đánh giá thì em đánh giá cao cái con hoa sen hơn, tại vì cái lượng hàng tồn kho của hoa sen nó nhiều đó. Thì nam kim nếu mà hoa sen trading được thì nam kim cũng sẽ trading được anh chị, quanh cái vùng 17.3 tới 17.8, 17.3 tới 17.8 là cái vùng mua của nam kim, thì sẽ kỳ vọng một cái nhịp phục hồi lên quanh cái vùng 19 anh chị, 19 là tích cực hơn là 20. VGS thì nó hơi lỏng lẻo một xíu, VGS thì cái trạng thái nó bây giờ nó xấu rồi nha anh chị, VGS thì trạng thái bây giờ nó xấu rồi nên VGS thì em cũng sẽ không khuyến nghị. Ok, tại vì khung tuần của VGS là nó hơi mất cân bằng và nó đang có một trạng thái là bích, nếu mà nó giảm được có thể là VGS nó sẽ về tới 14 anh chị, 14 15 thì cái vùng này em cũng không khuyến nghị được, con này nó không tích lũy nên nó khá là nguy hiểm. Ok, thì đó là những cái nội dung về cái bản tin sáng của em. Thì hy vọng là nó sẽ hỗ trợ được cho anh chị phần nào trading thả ra vốn, hoặc là những anh chị cầm tiền có cơ hội để có thể là kiếm thêm chút đỉnh đó. Cà phê thì hy vọng là những cái sự tư vấn này hữu ích với anh chị. Và nếu mà anh chị chưa có một cái người đồng hành, chưa có một cái người hỗ trợ tín hiệu mua bán á, thì anh chị hãy liên hệ với Phát để về với đội của Phát tư vấn. Hy vọng là sẽ có thời gian đồng hành cùng anh chị trong cái chu kỳ sắp tới nha anh chị. Thị trường còn đó, còn cơ hội kiếm tiền anh chị. Chỉ là giai đoạn này nó hơi khó khăn một xíu, mình cố gắng vượt qua anh chị. Ok, bye bye mọi người. Chúc mọi người một ngày giao dịch thành công.